Sau những ngày ăn uống tùy hứng thì hôm nay mình sẽ giảm bớt áp lực cho dạ dày bằng cách chỉ nạp toàn chất lọc. Sáng nay công ty mình bị cắt điện, mình được nghỉ làm buổi sáng thì mình cũng tranh thủ ra phòng tập, tập khoảng 1 tiếng rưỡi và không quên đem theo một bình cà phê ủ lạnh cold brew. Đi tập về hơi đuối thì mình sẽ làm ngay một ly nước ép nguyên chất siêu tươi mát để bổ sung năng lượng. Mình từng uống cà phê, trà sữa, nước ngọt vào những ngày chỉ nạp chất lỏng như thế này chỉ bởi vì nhà mình không có sẵn máy ép hoa quả. May sao mình đã tìm được một chiếc máy ép chậm mini 3S của Lazy Chef nhỏ gọn, tiện lợi lại cực kỳ hợp ví tiền sinh viên. Đây là dòng máy ép mini nặng chưa tới 1kg, kích thước chỉ nhỏ xíu bằng chai nước, mà máy cũng được tối giản với 3 chi tiết chính nên là tháo lắp cũng chỉ mất có 3 giây. Máy sử dụng công nghệ ép lạnh, không sản sinh ra nhiệt trong quá trình ép nên sẽ giữ chọn được dưỡng chất từ rau củ, trái cây mà phần bã cho ra cũng kiệt nước, khô cong luôn. Sử dụng xong thì mọi người sẽ tháo rời 3 bộ phận chính của máy và xả trực tiếp dưới vòi nước, có thể cọ lại những cái phần chất xơ còn mắc ở bên trong bằng cái cọ đi kèm. Hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng của mình ở công ty hiện tại rồi, mình sẽ chuẩn bị cho mỗi chị đồng nghiệp một chai nước ép để buổi chiều các chị vừa uống vừa làm việc. Nước ép hoa quả nguyên chất tại nhà không đường lại cực kỳ tươi mát và đảm bảo luôn. Lúc ra về các chị còn tặng cho mình quà chia tay là 2 con gấu bông với cả một cái hộp đựng bút cực kỳ đáng yêu. Lần trước mình có order lộ trình uống nước ép trong 3 ngày của một bên ấy, thì mỗi ngày họ sẽ chuẩn bị cho mình 6 chai nước ép đầy đủ dưỡng chất từ rau củ, trái cây và các loại hạt. Nhưng mà mình tự chuẩn bị ở nhà thì mình sẽ ưu tiên uống nước ép trái cây thôi, tại mình sợ mix thêm rau thì nó khó uống ấy. Ngoài công dụng làm nước ép thì em này còn có thể làm kem, kem trái cây cực kỳ healthy luôn. Phần kem cho ra cũng rất mịn và không hề bị răm đá. Sau một ngày chỉ uống mà không ăn thì mình cảm thấy bụng dạ nhẹ nhõm hơn, dễ tiêu hóa hơn hẳn. Ai mà cũng có thói quen uống nước ép hàng ngày như mình thì không nên bỏ qua em máy ép nhà Lady Chef này nha.